Xin mời. Đây. Dạ, chào cô. Chào cô. Dạ, chào chị. Mời cô ngồi. À, bây giờ cô giới thiệu về mình đi cô. Xin chào Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Chào quý vị khán giả. Tôi là Nguyễn Minh Ngọc. À, năm nay tôi 48 tuổi. Tôi làm nghề xây dựng. Dạ, xin mời chị. Dạ, xin chào hai MC, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thảo Trâm. Thì năm nay em 25 tuổi. À, công việc hiện tại của em đó là kinh doanh shop mỹ phẩm ở Đắk Nông. Em làm dâu mẹ được 3 năm. Mình có cháu chưa chị? Dạ, em có hai bé. À, bé đầu thì 3 tuổi, còn bé sau thì 7 tháng rưỡi. Ngày đầu tiên mà cô gặp mặt con dâu tương lai của mình á, cô có ấn tượng gì không? Có cảm nhận điều gì không? Ngày đầu tiên không gặp. Thế là như thế này, con trai chở con dâu về về nhà. Nhưng mà hôm đó là mình đi làm, đi công trình. Thế xong về nhà thì con dâu về dọn dẹp hết cho mẹ. Dọn dẹp sạch sẽ, rồi rửa chén, rồi làm những cái công việc nhà. Mình đi làm về, mình nói, ủa sao hôm nay nhà cửa sạch sẽ quá. Mới bảo, ủa mới điện thoại, mà ủa có cái chuyện lạ. Xong mẹ thấy nhà cửa hôm nay sạch sẽ thế này. Nó tí con về con nói chuyện với mẹ. Thế bắt đầu mới kể ra là con có quen bạn gái như vậy đó. Rồi mình thấy là cái ấn tượng đầu tiên là mình nghĩ là cô bé này chắc là cũng phải là được trong một cái gia đình là đàng hoàng thì mới có những cái hành động như thế. Đến nhà mà biết làm, biết giúp đỡ như vậy. Sau đó bao lâu mới gặp mặt được con dâu? Điện thoại kêu đến ngay. Đem đến đây cho mẹ xem. Rồi chở nó thấy rồi sao? Thì nó đến thì hôm đó là gần như là gần Tết Tây á, Noel hay Tết Tây gì nó khôn lắm. Nó đến đó mua một cái giống như cái móc chìa khóa. Trên cái móc chìa khóa là An Khang Thịnh Vượng, rồi cái phía đằng sau là kính tặng mẹ yêu. Lúc đó chưa nhưng chưa mà... cưới luôn hả? Nhưng mà nó ghi kính tặng mẹ yêu. À. Nhưng nó rồi khôn quá. Được tâm lý mẹ. Thì hiện tại bây giờ cái móc khóa đó thì hôm nay mình không đem đi nhưng mà mình vẫn còn treo ở cái chỗ mà trang trọng nhất trong nhà. Nhớ lại cái kỷ niệm đó. Lần đầu tiên tới nhà không gặp mẹ thì ông xã có chở đi ra ngoài khu quận nhất chơi thì thấy người ta đang làm những cái móc khóa có viết chữ ở trên thì em mới tới là em kêu thôi tặng mẹ một cái kỷ niệm gần Tết thì em mới ghi là kính tặng mẹ yêu để mẹ nhớ mình nhiều hơn. Tại bữa đầu tiên cũng không gặp á nên muốn gây ấn tượng với mẹ. Rồi cái ấn tượng khi mà chị gặp mẹ nó như thế nào? Dạ, cái lúc qua thì mẹ đang ở trong nhà thì khi mà mình vừa mới bước vô cổng á, thì mẹ đi ra, mẹ mở cửa và mẹ cười tươi lắm, giống như là thân quen từ lâu rồi á. Vòng tay con chào cô thì mẹ cười, mẹ kêu ơ vô nhà đi con, vô ghế ngồi nè con. Thì mẹ mở tủ lạnh ra, mẹ lấy nguyên một cái dĩa quýt thì mẹ mới kêu là ăn đi cho mát nè con. Thì mình cũng còn ngại mà mình lần đầu tiên đến nhà thì mình run lắm. Mình ngồi im, mình kêu dạ con cảm ơn cô. Mẹ thấy mình không ăn thì mẹ hiểu tâm lý là run. Mẹ ngồi mẹ bóc hết vỏ một cây quýt rồi mình đưa, mẹ đưa quýt cho mình ăn. Cái ấn tượng đầu tiên là mình thấy thích mẹ nhiều lắm. Tại vì mẹ hòa đồng mà mẹ tươi cười với mình là mình thấy ấm lòng rồi. Rồi sao mẹ cười thương, bởi mẹ cảm nhận như nãy mẹ nói đó. Về tới nhà thấy dọn người, dọn sạch hết trơn rồi. Sau đó tặng thêm cái móc khóa nữa. Đây là một trong những kinh nghiệm của những rồi. Cô dâu còn trẻ nha. Người ta gọi là lấy lòng trước khi về nhà đó. Trong những ngày đầu làm dâu thì nó có trục trặc điều gì không cô? Có điều gì hài lòng và chưa hề hài lòng không? Cô con dâu này thì cho đến thời điểm này một đứa con dâu tuyệt vời. Những cái điểm gì mà hai mẹ con hợp nhau nhiều nhất? Con dâu là nói năng rất nhỏ nhẹ. Dù có tức giận cỡ nào đi chăng nữa thì cũng mẹ kêu Trâm, dạ. Mẹ bảo là dạ. Nhưng mà cô nghe cái âm thanh dạ nó khác nhau không? Cái quan trọng là cái âm thanh đó. Ví dụ như mẹ Trâm, dạ. Trâm, dạ. Khác nhau rồi. Không, không khác nhau đâu. Không cần. Từ khi ở xa có khi nào âm thanh nó thay đổi không em? Dạ. Ăn uống hay cái gì là trong các cái sinh hoạt gia đình thì mẹ con rất hợp nhau. Khi mà con tức lên á là thôi cứ sụ mặt thế này này, không nói không năng. Bảo Trâm đi ăn cơm, con no rồi mẹ. Trâm đi tắm đi con chưa tắm đâu. Đó, thế là im như vậy. Mà mình thì mình tức là mình la toáng lên. Đúng rồi. Không được như vậy. Con là phải cười, mẹ đi làm về đến nhà là phải cười, mẹ bắt buộc mọi người trong nhà là phải cười chứ mẹ không có cho cái này. Nhưng mà khi sau khi mẹ con đau bụng quá nên là con chóng mặt quá, trong người con không được khỏe thì thôi thì mình cũng tha thứ thôi. Tính mẹ thì là nóng tính, tức là khi mà mẹ đi làm mệt về mà mẹ thấy nhà cửa bừa bộn hoặc là cái không khí nó không có được vui thì mẹ la. Mẹ sẽ la đến khi nào mà cái không khí nó hòa đồng trở lại thì thôi. Mẹ la xong mẹ thôi chứ mẹ không có để bụng. Mọi người trong nhà hiểu tính mẹ rồi nên là cũng thôi cũng bỏ qua chứ cũng không trách gì mẹ hết.
có một lần gọi một cái tình huống mà rất là gọi là dở khóc dở cười á. Cái hôm đó thì tôi đi làm về cũng hơi mệt, đi làm về muộn lắm, tại vì hai vợ chồng Trâm là không có ở chung với gia đình. Hai vợ chồng có nhà riêng, mới sanh được một đứa cháu đầu thôi mà mẹ ơi hôm nay con mệt, con không có nấu cơm đâu. Bởi thôi không nấu cơm cũng được, tí nữa ra mua cái gì về ăn. Thế thì đang ở nhà đó thì có người bạn của con trai á mới đến, chắc là rủ nhau đi uống cà phê. Thế là nàng này có vẻ là không vui, cũng do là bức xúc giữ con rồi mệt rồi, chẳng có thể là như vậy. Chồng vừa đi ra khỏi cái em bé thì đang nằm ở trong võng, tự nhiên té cái đung, cây chân tay quéo hết trơn. Ôi cho tôi chết rồi, thế là làm sao, con làm sao này rồi. Kêu ông nội trông em bé đi. Thế là một mình bế luôn cô dâu chạy ra đường kêu cứu ơi. Thế là người ta lấy ông đa cái chạy đưa vô bệnh viện, tận nhà gần bệnh viện đưa vô cái chuyện nước biển, cứ xong mới tỉnh. Con mệt quá, con choáng, con xin lỗi mẹ. Đó thì đó là cái tình huống mà gọi là áp lực nhiều quá có nghĩa là những điều không nói ra đó, nhưng mà mình hiểu là có nghĩa là vừa chăm con thì chồng thì không chia sẻ. Từ đó mình thấy mình rất thương, coi như là nó thể hiện trách nhiệm của nó, nhưng mà nó cái sức nó không chịu đựng được nữa. Thành ra là cái tình cảm mà mẹ con mà để mà thương yêu nhau là như vậy. Thì hầu như ở với mẹ là chỉ có điều là mẹ hay la thôi. Ví dụ như là những cái ngày đầu mới về mẹ la thì mình còn buồn, mình chưa có hiểu tính mẹ, mình buồn thì mình làm xong việc thì mình hay lên phòng mình khóc. Mình khóc xong rồi mình thôi thì xuống là mẹ con lại hòa đồng. Tại vì rồi sau này khi mà hiểu được tính mẹ là mẹ chỉ như vậy thôi, chứ còn mẹ không có để lâu trong lòng, hoặc là mẹ không có trách móc gì mình hết. Sau này hai mẹ con cũng thường xuyên nói chuyện. Nói chung là khi mà hai vợ chồng ra ở riêng rồi thì tối nào hai mẹ con cũng gọi điện Viber, gọi nói chuyện với nhau, rồi tâm sự kể hết hôm nay như thế nào, vui buồn như thế nào. Cái khoảng thời gian sau này thì nó sẽ đỡ hơn nhiều. Mẹ la lớn không? Dạ mẹ la lớn, rất lớn. Dạ, giọng mẹ rất khỏe. Khỏe? Dạ. Đuổi đi là sợ. Sợ. Dạ. Đuổi đi luôn. Cái thứ hai nữa là buồn. Đuổi luôn hả? Thì la lên là đuổi đó. Chị vợ chồng mày đi về hết đi, bực bội quá, ồn ào quá. Mình hơi buồn một tí xíu thôi, tại vì mình cũng biết tính mẹ là la cho xong rồi thôi. Chập hồi mẹ nguôi giận thì mình lại tới mình nói chuyện, mẹ ơi hôm nay thế này thế kia, rồi cháu nó thế này thế nào. Hai mẹ con lại nói chuyện bình thường. Mẹ la bố trong nhà sợ không? Dạ la hết, mẹ la hết. Cả nhà là mẹ la hết. Giọng này giọng nữ tướng đó nha. La là coi như là rúng động trong nhà luôn đó, đúng không cô? Nhưng mà làm sao thường những cái người mà nóng tính như vậy á, la lớn như vậy, ta tốt bụng lắm. La, tại vì ta nói hết rồi. Nói hết trơn rồi. Con dâu có hay nấu ăn với cho mẹ chồng ăn không? Thời gian ở với mẹ thì mẹ đi làm từ sáng đến chiều tối, thì hầu như là em ở nhà em nấu cơm. Ba mẹ rất là dễ tính, mình nấu cái gì ba mẹ cũng ăn hết, mà không bao giờ thấy chê một cái điểm gì. Mình ví dụ như là canh hôm nay ví dụ hơi lạc xíu, mẹ cũng kêu không sao hết, lạc thì hả chan thêm xíu nước mắm ăn. Mẹ thương á, chứ đôi khi nấu ăn không vừa đâu. Không, nó nấu cơm ngon. Ngon hả? Nấu ăn rất ngon. Có khi nào mẹ nấu thì chị ăn chưa? Dạ mẹ nấu, mà thời gian đầu thì cái lúc mà thời gian rảnh ở nhà thì mẹ cũng có nấu. Dạ mẹ nấu thì cũng được thôi chứ không ngon lắm. Dạ. Nói thiệt ra là như vậy. Tức là ăn thì được, chứ còn tại vì ông xã ở nhà thì anh hơi khó tính. Nhiều khi mẹ nấu chiên cá hơi xém một tí, nó không có cháy đâu nhưng mà hơi xém một tí, nhưng mà ông xã cũng dùng rằng chiên cá gì mà xém kiểu này, làm sao mà ăn. Thì mình phải lục đục mình đi, mình nấu món khác, ví dụ chiên trứng hoặc là làm cái món khác cho ông xã ăn. Mình với mẹ giống như là hai mẹ con ruột, còn ông xã giống như con rể vậy. Ủa, nhưng mà lỡ mà anh nói như vậy trước mặt mẹ rồi sao chị? Dạ mẹ buồn chứ, mẹ buồn, nhưng mà mình lúc đó thì mình kêu thôi anh ăn cái gì em làm. Chứ cá hôm nay chắc hồi nãy em quên em tắt lửa nên là cá nó hơi xém á, chứ không phải là do mẹ đâu. Thì ảnh dùng dần rồi mình đi nấu món khác rồi thì thôi. Nhưng mà mẹ thì mình biết mẹ hơi buồn, nên là khi mà mẹ nấu cho mình ăn là không bao giờ mình chê món gì hết. Những cái con người mà gọi là nóng như thế này đó, cá tính thế này á, đôi khi hay khóc một mình lắm, đúng không cô? Đúng không? Đúng. Không buồn con dâu thật sự, chỉ có con trai nhiều khi nó làm cho mình không vui thôi. Dạ, rồi còn khóc mình hả? Tức vì cái tính mình nóng quá, mình nói là mình la lên thế thì con dâu chắc là nó sợ, chắc là con sợ. Mẹ cũng nghĩ là như vậy, không, nó không tâm sự. Thế thời gian sau này bắt đầu ép nó. Bây giờ mẹ nói con phải nghe mẹ, là chồng con á, có một cái gì đó là con phải nói ngay với mẹ. Con nói với mẹ để mẹ mới điều chỉnh được. Con dâu mới nói là mẹ ơi, anh đi nhậu. Nhậu với ai? Con phải cho số điện thoại cái người bạn đó đi, để mẹ gọi ngay người bạn đó. Thì con dâu không dám. Bắt đầu mới lên Facebook tra số điện thoại, là nhậu, biết nhậu với người đó bắt đầu tra cái số điện thoại ra. Thằng gọi, con ơi, con đừng có nhậu với Minh Quang nữa, để cho về để chăm sóc vợ con. Tại vì bán cả cái cửa hàng lớn như vậy,
rồi lại lo cho con, rồi lại lo, thì không thể nào mà quán xuyến được hết. Con dâu mới để máy điện thoại đó, vô tình con trai mới đọc được cái tin nhắn của mẹ chồng với con dâu. Mẹ nha, mẹ không coi con ra gì hết, mẹ thương con dâu mẹ nha, mẹ thế này thế nọ. Mấy là con Trâm nó chưa có nói cái này cái kia chứ, nó mà chỉ số điện thoại là chết với con thôi nè. Có lần nào cô khóc trước mặt mọi người con dâu này kia không? Cái niềm vui quá thì dạ. Khóc. Có nghĩa cái hôm mà cưới con dâu á, thì khi mà đeo nữ trang cho nó, cái tự nhiên mình cảm xúc là mình khóc. Thì mình nghĩ là mình không có con gái, mà khi mình đón nhận tất cả những cái tình cảm mà bên bà Xui là sanh ra được một người con gái như vậy. Người ta chưa có báo hiếu gì được hết, người ta lại đưa cho mình toàn quyền, gọi là toàn quyền sử dụng. Bạn gọi là như thế. Nói chung là con dâu nó khéo lắm. Cái nó biết là mẹ rất thích hoa, hầu như sinh nhật nào nó cũng tặng hoa. Nhưng mà khi mà về ở xa thì hai mẹ con cách nhau cả 200 cây số, ở Đắk Nông với ở Sài Gòn. Thì cái hôm đó thì nó điện thoại, nó kêu mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ở nhà. Sao con thấy mẹ đi ngủ, mẹ lên lầu chưa? Mẹ lên lầu rồi. Sao con thấy mẹ không khóa cổng? Ủa vì sao con biết? Không, con biết là mẹ không khóa cổng. Bây giờ mẹ xuống, mẹ mở cổng đi. Mẹ xuống là cổng không khóa. Mình nghĩ ủa con này buồn cười chứ, sao lại không khóa cổng mà cũng không đi xuống. Mình đi ra ban công nhìn xuống thì rất xúc động là nhân viên có một người đưa một cái lẵng hoa với một cái bánh sinh nhật Trâm với Quang là gửi mừng sinh nhật mẹ. Thì đó là rất xúc động. Hôm nay thì cũng chia sẻ được những điều đó, hy vọng rằng mọi người thay đổi chút xíu nào đó để chúng ta có thể gần nhau hơn ha. Để xem chồng của em sẽ nói điều gì nha. Mẹ, bất kỳ cái việc gì thì mẹ cũng nên nói với con. Mẹ đừng thân quá với nàng dâu thì trong lòng con sẽ cảm giác như là con sẽ bị ra rìa. Nhiều khi mà con có sai á thì mẹ có thể gặp riêng con mẹ nói, hoặc là mẹ la con ít lại. Chứ trước mặt vợ con như vậy mà mẹ lại la con mà cách mà còn hơn là con ghẻ nữa, thì đâm ra là con thấy rất là tủi thân. Cũng không phải là mình không thương con trai, thật sự là rất thương chứ, con mình sinh ra mà rất thương. Nhưng mà mình phải thương con dâu hơn. Đúng rồi. Lý do là như thế này. Nó thay mình chăm sóc con mình. Dạ. Rồi nó thay mình nuôi dạy những đứa cháu nội của mình rất ngoan ngoãn. Thì nó bắt buộc mình phải thương nó. Rồi mình toàn quyền sử dụng nữa. Dạ, thực ra thì khi mà hai vợ chồng ở riêng thì những cái việc mà mẹ làm cho hai vợ chồng khiến mình rất là thương mẹ. Ví dụ như là có đồ ăn gì ngon là mẹ đều chia đôi ra. Mẹ chia trên mẹ một ít rồi gửi xuống cho con cháu một ít. Trong khi mà mẹ đi gửi là từ nhà ra bến xe phải mười mấy cây số. Nhiều khi mưa nắng gió gì mẹ đi hết, mẹ gửi xuống cho con cháu ăn. Rồi nhiều khi mình cần cái gì, mình mua cái gì mà ở dưới đó không có thì mẹ đi ra mẹ mua rồi mẹ gửi xuống liền. Thì cái điều đó rất là thương mẹ. Nhưng mà cái điều mà làm em cảm động nhất á, là khi mà em sinh bé thứ hai. Sinh ở trên này xong thì về nhà mẹ, mẹ chăm cho được một tháng Tết. Tại vì cái tháng Tết mẹ cũng rảnh, mẹ không có làm, mẹ rất là cực. Thời gian đó thì công việc ông xã thì bữa nào rảnh ông xã mới phụ được, còn không thì ông xã làm suốt. Khi mà mẹ chăm là sáng mẹ phải dậy sớm, mình thì nằm ở trên lầu 1, còn mẹ thì làm việc ở dưới tầng trệt. Thì khi đó là được nhiều người họ bày cho cái nước lá tắm cho sau khi sinh. Thì sáng mẹ dậy sớm, mẹ đun một nồi xong rồi mẹ đi chợ về cho thằng cu lớn ăn, sau đó mẹ nấu cơm rồi bưng đồ ăn sáng lên cho mình. Sau đó rồi đến trưa là mẹ xách nguyên một cái thùng nước nóng từ dưới tầng trệt lên lầu 1 để cho mình tắm. Rồi cơm trưa ăn xong mẹ cũng kêu để đó, không có phải làm gì hết. Ăn xong rồi ngủ rồi chăm con thôi. Còn tất cả mọi việc để mẹ làm. Tại vì phụ nữ sau khi sinh nở là kiêng cữ nhiều nhất là những cái lúc này, để sau này mình có cái sức khỏe, không có bị ảnh hưởng. Thì mẹ cứ bưng cơm lên rồi dọn cơm xuống rồi chăm cho thằng cu lớn, khiến mình rất là thương mẹ. Và mẹ làm nhưng mà không bao giờ mà mẹ than vãn hay là mẹ trách móc gì mình hết á. Nói chung là mẹ rất là thương và mẹ làm hết tất cả mọi việc, không cho mình đụng tay một cái việc gì hết. Mà thương mẹ, thương rất là nhiều từ cái việc đó. Và đây là một hình ảnh mà nó đong đầy cái cảm xúc như vậy.
để xem con trai của cô nói thế nào nha. Khi mà gặp mọi cái việc mà vợ không mong muốn, ví dụ như làm vợ buồn và bị stress, vợ đừng nhăn nữa, mà thay vào đó là hãy nói ra để cùng nhau giải quyết, hoặc là để chồng đáp ứng cái nhu cầu nếu được của vợ. Còn với mẹ, bớt la con cái lại, hay gọi là hay la sản đó, thì mẹ bớt la lại: em à, anh sai, hay là mà em không đồng vừa ý á, thì em có thể nói với anh. Chứ em với mẹ thì bớt trao đổi bí mật với nhau, hay nói xấu anh. Thật sự là một cái ngày thật vui để chúng ta chia sẻ những cái điều đó. Nếu có gì gút mắt, chúng ta cũng trao đổi giống như là ngày hôm nay thôi ha cô ha. Nhân dịp hôm nay thì em muốn nói gì với mẹ chồng của em? Điều đầu tiên thì con chỉ muốn mẹ có thật nhiều sức khỏe để ở mãi với chúng con. Mẹ phải thật khỏe mà thì chúng con mới vui được. Và cái điều mong muốn thứ hai là mong mẹ bớt nóng tính lại. Điều mong muốn của con chỉ có vậy thôi. À, được rồi, mẹ sẽ bớt nóng tính lại. Nóng tính rồi thì máu nó lưu thông nó không tốt nữa. Thôi cũng bớt nóng tính lại ha. Còn cũng bớt nóng đi nha con. Đâu vậy hả? Còn có nóng không? Thấy chú nóng nhiều hơn đúng không? Và Quỳnh Linh cũng xin cảm ơn gia đình gửi tặng một kỷ niệm chương. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Ngoài kỷ niệm từ chương trình, con cũng có phần quà dành cho cô. Đây là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị là Natto Gen, giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Xin cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Nó có những khúc gọi là căng thẳng đấy. Nó cũng có những mâu thuẫn đấy. Nhưng mà mẹ chồng đúng là bản lĩnh, có thể làm nóng lên và cũng có thể làm nguội lại. Yeah. Có thể hòa đồng bằng những cảm xúc như vậy. Và cái tình thương yêu nó đã xóa đi tất cả mọi thứ muộn phiền trong gia đình. Và với cái tình thương yêu đó, mẹ chồng nàng dâu có thể gắn chặt và yêu thương nhiều hơn nữa. Và Quyền Linh và Lê Lộc cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin cảm ơn sự tài trợ của nhãn hàng Tràng Phục Ninh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 15:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì Lê Lộc, Quyền Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.